từ cuốn sách đến nhà trường. Ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập trường trung học cơ sở Pascal, tập hợp các bài viết tâm huyết của các thầy cô giáo trong quá trình dạy học năm học 2019-2020. Lời mở đầu. Ở Pascal, chăm chỉ đọc sách mỗi ngày là một nét văn hóa đẹp. Mỗi lớp đều có tủ sách và có tiết đọc sách. Phần thưởng cho các bạn nhỏ luôn là những cuốn sách hay. Vào mỗi dịp tháng 5 trước lễ bế giảng năm học, các bạn nhỏ lại được tham gia lễ hội sách. Trong lễ hội ấy, các bạn nhỏ sẽ được thuyết trình hoặc sân khấu hóa để giới thiệu những cuốn sách hay, có ý nghĩa sâu sắc. Với tôi, lễ hội sách luôn để lại những cảm xúc và ấn tượng khó quên. Với mong muốn thêm lan tỏa và chia sẻ những nét văn hóa đẹp của Pascal sâu rộng hơn, với mong muốn các thầy cô giáo sẽ là những tấm gương đọc sách và ứng dụng những điều hay học được từ sách đến các bạn nhỏ. Năm học 2019-2020, tôi đã bắt đầu chương trình từ cuốn sách đến thực tiễn nhà trường. Cho đến cuối năm học, ban biên tập đã nhận được 29 bài viết của các thầy cô giáo nhà trường và ấn phẩm từ cuốn sách đến nhà trường đã được lên khuôn. Các cuốn sách đã được các thầy cô giới thiệu đến bạn đọc cùng những kinh nghiệm, những ý tưởng ứng dụng trong thực tiễn rất đa dạng. Mở đầu cho ấn phẩm này, tôi muốn giới thiệu đến các bạn đọc một cuốn sách của tác giả Đinh Thu Hồng, cuốn Học kiểu Mỹ tại nhà và những điều hữu ích từ cuốn sách với những điểm tương đồng mà ngôi trường Pascal đã, đang và sẽ làm cho các bạn nhỏ. Chắc chắn các thầy cô và các bạn nhỏ sẽ thêm ý tưởng hay cho việc dạy và học từ cuốn sách này. Việc thực hành cảm xúc để kiểm soát hay làm chủ cảm xúc cá nhân, xây dựng cảm xúc tích cực trong lớp học hay lắng nghe đúng cách để kết nối giữa giáo viên và học sinh, và những thực tập làm mới, lắng nghe sâu, nói những lời ái ngữ được các thầy cô chia sẻ theo một cách thức dung dị và sinh động. Trong bài Sức mạnh của cảm xúc tích cực được rút ra từ cuốn Dạy học với trọn vẹn yêu thương, cô Nguyễn Thị Hiền viết: Tôi cảm nhận được những kết quả tích cực khi áp dụng tất cả những điều kỳ diệu trên đây. Từng chút, tôi đã chuyển hóa bản thân để giáo dục học sinh, lan tỏa những cảm xúc tích cực. Tôi sẽ tiếp tục đọc và áp dụng những điều tuyệt vời trong cuốn sách để trở thành một thầy cô giáo hạnh phúc. Cũng đồng cảm với thông điệp của cuốn sách, cô Phạm Thanh Hải tìm được bí quyết thành công từ một điều rất đơn giản, đó là luôn bước vào lớp học với nụ cười trên môi. Giảng dạy là thực hành yêu thương đã trở thành kim chỉ nam của nhiều thầy cô ở Pascal sau khi đọc cuốn Đào tạo giáo viên hiệu quả của Thomas Gordon. Ở một góc cảm nhận khác, thầy Phạm Thành Oai đã chia sẻ bằng một bài viết với tiêu đề Giáo viên cũng là con người, để lan tỏa góc nhìn khoan dung, đồng cảm hơn với giáo viên trong quá trình cùng đồng hành giáo dục các bạn nhỏ. Cũng từ cuốn sách này, các kỹ thuật dạy học được cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết chia sẻ và áp dụng trong môn toán. Thấu hiểu để yêu thương, lắng nghe là nghệ thuật, giải quyết xung đột tình bạn được cô Đinh Thị Hoa, cô Nguyễn Thị Thoa, cô Phạm Phương Lan áp dụng vào trong công tác chủ nhiệm lớp. Hay những phân tích thuyết phục để trở thành một người thầy thấu hiểu, chia sẻ gần gũi học sinh hơn là một giáo viên mẫu mực. Theo một niềm tin sai lầm, kỳ vọng và trò chơi đóng vai về một giáo viên mẫu mực của thầy Phạm Minh Khôi. Còn với cô Hoàng Thị Thùy Dương, tuy chỉ mới vào nghề được mấy tháng, nhưng cô đã gửi đến thông điệp rất ý nghĩa. Không có điều tốt nhất, chỉ có điều tốt hơn. Với lòng nhiệt huyết và sự tử tế, chúng ta sẽ cùng nhau đổi mới mỗi ngày để học sinh tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Cảm ơn ngôi trường Pascal đã cho chúng tôi được thỏa sức học hỏi và làm việc với tình yêu nghề của mình. Sau khi đọc cả hai cuốn sách Dạy học với trọn vẹn yêu thương và Đào tạo giáo viên hiệu quả, cô Triệu Thị Thắm chia sẻ, dạy học là một nghề vô cùng đặc biệt vì nó liên quan đến việc đào tạo con người. Sau khi đọc xong hai cuốn sách trên, tôi đã trang bị và nuôi dưỡng thêm được các kỹ năng cần có của người giáo viên để thúc đẩy một môi trường học tập thoải mái, chủ động, luôn mang đến tình yêu thương đúng cách cho học sinh của mình. Những cuốn sách mang đến những ý tưởng dạy học mới cũng được chia sẻ từ một số bài viết khác như từ cuốn sách Người Mỹ giúp con học lịch sử, Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới, Thợ làm bánh. Đó thực sự là những bài học hữu ích được rút ra từ những cuốn sách mà các thầy cô tâm huyết mang đến các bài học cho các bạn nhỏ. Việc lan tỏa tình yêu với sách, ham thích đọc sách cũng được chia sẻ từ cuốn Nuôi dưỡng một người đọc tí hon của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Minh qua bài viết của cô Đình Thị Thanh Hoa.
Tất cả các bài viết của các thầy cô đều được chất lọc từ những điều hữu ích trong các cuốn sách, chia sẻ tình yêu thương và lan tỏa tích cực đến đồng nghiệp, đến học sinh qua mỗi giờ dạy, qua công tác chủ nhiệm hàng ngày và trao đổi cùng cha mẹ học sinh để đồng hành trong việc giáo dục các con. Chúng tôi, các thầy cô và các bạn nhỏ ở đây sẽ tiếp tục đọc sách, nuôi dưỡng tình yêu với sách, xây dựng văn hóa Pascal để có một hành trang vững vàng và tự tin bước ra thế giới, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu. Trân trọng cảm ơn các thầy cô đã đóng góp bài viết cho cuốn sách. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Hoàng Thanh Tú, Cố vấn chuyên môn Trường Trung học Cơ sở Pascal.